Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, vận may ập đến, trúng số độc đắc, tay ôm 100 tỷ về nhà, tiền vàng nhét đầy két, xứng tầm đại gia. Quý vị thân mến, cuộc đời có được có mất, vạn vật trên đời cũng luôn tương sinh tương khắc, quả là căn nguyên của hạnh phúc và phúc là mầm mống tạo nên tai họa. Vậy nên khi vui dày trong hạnh phúc cũng chớ quên đi tu sửa chính mình, cũng như khi trong tai ương, hoạn nạn cũng đừng chán chường, buông bỏ, bởi sau điều tai họa ắt là điều hạnh phúc. Sống cuộc sống của mình sao cho mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, mỗi ngày đều cảm nhận được hạnh phúc, an lạc đong đầy mới đúng là thực tế. Nếu như mỗi ngày lo lắng cho tương lai, u sầu về quá khứ, vậy chúng ta sẽ chẳng có được một ngày hôm nay vui vẻ lạc quan. Theo tử vi học luận giải, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, số trời đã định, người này có tài, tâm phúc hơn người, chăm làm việc thiện, làm ăn cố gắng, không quản khó khăn, được thần Phật che chở độ mạng. Bước vào tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, đổi vận đổi đời, giàu sang phú quý, trúng số độc đắc, làm ăn tấn tài tấn lộc, vàng đeo triểu cổ, tiền tiêu chính đời không hết. Vậy, vận số của người tuổi này sẽ ra sao? Trong tháng 9 âm lịch này, mệnh chủ cần làm gì để đón tài lộc vào nhà? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Trước tiên, ta cùng tìm hiểu về đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ, cầm tinh con rắn, trong 12 con giáp, rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm, thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ, thông minh, lanh lợi, có khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Đinh Tỵ dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác có thần kinh khá nhạy cảm. Đinh Tỵ rất khó tin tưởng người khác. Khi đã tin tưởng ai đó, họ sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương khi xảy ra mâu thuẫn với người thân. Đinh Tỵ là người có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng, thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ sinh năm 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Người sinh năm Đinh Tỵ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế. Trước hôn vận, Đinh Tỵ rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ,
luôn cố gắng giữ bản ngã của riêng mình. Đinh Tỵ có vận tốt, các lợi khá nặng, nên không sợ phải đói kém. Tuổi Đinh Tỵ nói năng rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo. Cả nam và nữ Đinh Tỵ khi yêu, tuy có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không phải là một người chung thủy. Họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra Đinh Tỵ còn có tính chiếm hữu cao, họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ, dẫn đến hệ lụy trong hôn nhân. Đinh Tỵ sinh năm 1977, luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương, tức là khi bạn chơi với Đinh Tỵ, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ, nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ thì họ sẽ rất khó chịu. Những đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tỵ rất khôn khéo và họ luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Và sau đây, ta cùng đi vào tổng quan vận trình tháng 9 âm lịch và chi tiết từng phương diện cuộc sống của Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ đón tháng mới với tinh thần đầy hào hứng. Khi có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn ở phía trước, bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra những năng suất chất lượng đáng nể. Nguyệt lệnh lâm đế dượng cho thấy sự nghiệp tiến triển vượt mức mong đợi, bản mệnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Tam hội cục còn giúp mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp, giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Không chỉ công danh sự nghiệp, vận tài lộc của Đinh Tỵ trong tháng 9 này cũng vô cùng thuận lợi, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nữ tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, nhân duyên hưng dượng, người độc thân có đào hoa nên có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng cần phải biết nắm bắt mới được như ý. Gia vận thì hòa thuận, nồng ấm, có cặp đôi còn đón tin vui về con cái hoặc về chung một nhà. Sức khỏe Đinh Tỵ nhìn chung là ổn, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi bạn cũng cần chú ý tình trạng nóng trong, mụn nhọt. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên, tháng đồng thời sẽ tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp về phương diện công danh, sự nghiệp của Đinh Tỵ, vận trình của bản mệnh hanh thông phơi phới, nhiều cơ hội để phát triển, hầu hết các kế hoạch công việc đều tiến triển đều đặn theo đúng dự tính ban đầu, thậm chí có nhiều lĩnh vực vượt cả mức mong đợi. Tháng này, mệnh chủ được nguyệt lệnh đế dượng ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp, trở lực, nhưng được quý nhân phò trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Ngay trong những công việc thường ngày, bạn cũng chủ động đưa ra các ý tưởng đề xuất mới, thể hiện khả năng sáng tạo. Rất may là những ý tưởng đó đều được các thành viên đón nhận và đánh giá cao. Thêm nữa, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Một vài hạng mục bị đình trệ hoặc chưa kịp xử lý trước đó, nay được tuổi này nhanh chóng giải quyết đâu ra đó. Có thêm sự tín nhiệm của cấp trên cũng như sự ủng hộ của cấp dưới, cơ hội thăng tiến càng thêm rộng mở. Tuy nhiên, do tháng có dịch mã xuất hiện, là điềm báo tất bật thường phải di chuyển hay ngược xuôi lo công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển chức vụ. Nhìn chung, những nỗ lực bỏ ra đều sẽ đền đáp xứng đáng. Một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của Đinh Tỵ cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng mới. Vận khí đang phát mạnh,
việc kiếm tiền của những chú rắn cũng thêm phần thuận lợi. Hàng loạt những các tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể kiếm ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tháng này cũng mở ra nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận lộc lá trời ban. Nếu tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Nhìn thấy các cơ hội tốt, thời cơ đến, bản mệnh muốn tranh thủ đẩy mạnh đầu tư, điều đó hoàn toàn phù hợp ở thời điểm này. Nhân duyên khởi dượng, nhờ tam hội cục cùng giúp các kế hoạch hợp tác diễn ra suôn sẻ, bản mệnh liên tục ký kết được hợp đồng lớn. Các thỏa thuận hợp tác làm ăn béo bở, đơn hàng tấp nập, không chỉ đem tới lợi nhuận cho doanh nghiệp mà bản thân cũng được hưởng khoản hoa hồng không nhỏ. Có lẽ tháng này, dịch mã báo hiệu sự tất bật, cũng là bởi bạn luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng đáng lắm. Tuy nhiên, làm bất cứ việc gì cũng nên chỉnh chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam, ôm đồm mà xôi hỏng bỏng không. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy, Đinh Tỵ chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, dùng tay quá tráng thì tiền núi cũng cạn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình duyên có tam hội xe duyên, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của người Đinh Tỵ sẽ vô cùng khởi sắc trong tháng 9 âm lịch này. Nhân duyên hưng dượng nhờ đế dượng giúp làm tăng sức hút, người độc thân có đào hoa chiếu nên nhiều cơ hội để kết nối tình cảm, có thể tìm thấy tình yêu của đời mình. Tuy nhiên, nếu bạn không chủ động nắm bắt, thì xuyên mấy cũng sẽ qua. Với các cặp đôi, những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ ổn thỏa, tình cảm càng thêm gắn kết, mặn nồng. Gia giận thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui. Về mặt sức khỏe, xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp, tháng này thủy thổ lâm đế dượng ở Đinh Tỵ, lẽ ra sức khỏe của bản mệnh được cải thiện. Nhưng vì dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu sự tất bật, vất vả, không báo trước, sức khỏe vì thế mà bất ổn, khi khỏe mạnh, lúc ốm đau. Dù thể trạng của bạn rất dẻo dai, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh, nói như vậy không có nghĩa là bạn chủ quan, khinh suất đâu nhé. Nhất là khi thời tiết thay đổi, nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong và mụn nhọt với những hoạt động thể chất mạnh. Tuổi Đinh Tỵ hoàn toàn có thể thử sức, bởi sức khỏe của bạn hiện tại cho phép điều đó. Tuy nhiên, làm gì cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Sau đây là tử vi tuổi Đinh Tỵ từng tuần và cẩm nang dượng vận của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Tỵ tháng 9 âm lịch 2024. Vận trình tuần mới của Đinh Tỵ có thăng có trầm, có những thuận lợi lẫn khó khăn gian lẫn xuất hiện trong tuần này, vẫn cần phải thận trọng để hạn chế rủi ro. Đây cũng là thời gian để bạn suy nghĩ về những gì mình đã làm được và chưa làm được, tính toán cẩn thận cho tương lai. Ngay từ tuần đầu, thiên quan đã gây ra không ít rắc rối cho bản mệnh khi có điềm báo tiểu nhân đang đến quấy phá vận trình công danh, sự nghiệp của con giáp này. Tuổi Đinh Tỵ không thực sự hiểu về hương hiểm của mình có thể đối mặt, nên có thể dễ sa chân vào những cạm bẫy của kẻ xấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức, làm việc và dùng thực tế để chứng minh giá trị của bản thân mình, thì tiểu nhân sẽ tự lùi bước. Tài lộc trong tuần cũng không suôn sẻ, do chịu ảnh hưởng của đại hao hung tinh, bản mệnh cần có cách chi tiêu, quản lý tài chính hợp lý, không nên ỷ vào việc mình kiếm được ra tiền mà chơi bời, phung phí. Đồng thời khi có cơ hội làm ăn mở ra trước mắt, bạn cũng cần phải đánh giá xem cơ hội đó có phù hợp với sức của mình không, đừng nên quá tham lam để hành động mù quáng. Phương diện tình cảm trong tuần này duy trì ở mức bình ổn, khi lứa đôi luôn biết cách để điều hòa mối quan hệ, không để những khúc mắc làm rạn nứt tình cảm, không khí gia đình thì hài hòa, hạnh phúc, mọi người cùng nhau nhường nhịn, yêu thương.
Sức khỏe hơi đáng ngại, các bệnh về dạ dày hoành hành, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, mất ngủ, tuổi Đinh Tỵ ngoài việc sinh hoạt điều độ, thì nên khám bác sĩ để chẩn đoán đúng bệnh, kê đơn đúng đơn thuốc, tránh tình hình bệnh ngày càng xấu đi, rất nguy hiểm. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, thân, trửu, tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, đen, xanh. Con số phát tài, 16, 22, 09. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Tỵ tháng 9 âm lịch 2024. Các tinh thái dương hứa hẹn một tuần mới đầy may mắn và hanh thông với người tuổi Đinh Tỵ, cả trong tình cảm lẫn trong công việc. Đường công danh của nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh chút xíu. Quý nhân sẽ thôi thúc bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bứt phá mạnh mẽ, giành lấy những điều mà mình mong muốn. Thời điểm này, bạn tốt nhất nên tập trung cho những công việc để tận dụng hết ưu thế đang có sẵn, tạm thời gác lại mọi chuyện bên lề lại sau một bên để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội tốt đẹp nào. Sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với cấp trên, bạn có thể được chính ấn nâng đỡ lên vị trí cao hơn đó. Tiền bạc trong tuần chủ yếu phải chờ tới cuối tuần mới thực sự dượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện. Nên con giáp này có thể sẽ có nhiều nguồn thu nhập cùng tăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc cuối tuần bạn sẽ chẳng được thảnh thơi mấy đâu, vì vẫn phải tăng gia sản xuất mà. Tuần này, Dậu Thổ lâm đến dượng ở Đinh Tỵ, lẽ ra sức khỏe bản mệnh được cải thiện, nhưng vì dịch mã động tinh xuất hiện, báo hiệu sự tất bật, vất vả, không báo trước, sức khỏe vì thế bất ổn, khi khỏe mạnh, lúc ốm đau. Tuổi Đinh Tỵ cần chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn, nếu có thể, hãy đặt lịch đi du lịch để thư giãn và có sự trải nghiệm mới. Càng đi xa, nhân duyên của bạn càng dượng, nói chung lợi cả đôi đường. Cẩm nang dượng dận, quý nhân, dậu, trửu, tiểu nhân, thân, hợi. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 56, 89, 33. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Tỵ tháng 9 âm lịch 2024. Trong tuần mới, chính quan đem lại nhiều cơ hội cho Đinh Tỵ trong công việc. Bạn có không gian để thoải mái thể hiện năng lực của bản thân, cũng được phép đưa ra và áp dụng những ý tưởng độc đáo, mới lạ của mình cho công việc. Đó là điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Cấp trên hiểu ý và cho nhân viên không gian phát huy khả năng của mình, hãy tận dụng cơ hội này để đạt được những bước thăng tiến trong thời gian tới, vận trình của bản mệnh đang có chiều hướng tốt dần lên. Con giáp này được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao, cơ hội để thăng tiến trong thời gian sắp tới rất lớn, nhân đà này hãy cố gắng hết sức mình, để không lỡ mất thời cơ hiếm có. Tinh thần hăng hái sức, những chú rắn chẳng ngần ngại dùng thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành công việc của mình. Tài lộc khá suôn sẻ đối với con giáp này, thực thần mở lối cho bản mệnh có đủ tự tin để làm những chuyện mình mong muốn, lại trợ giúp về nhiều mặt. Trên con đường tài lộc của bản mệnh vẫn không tránh khỏi những vấp váp ban đầu, nhưng càng về sau, ác tỷ càng có thêm kinh nghiệm, vững tin vào con đường mình đã chọn và thu được những nguồn lợi nhuận xứng đáng với công sức bỏ ra. Sức khỏe chớ lơ là, hung tinh quanh quẩn chờ bạn sơ sẩy sẽ đẩy bạn gặp tai nạn bất ngờ. Một cú ngã xe hay trượt chân cũng đủ để làm Đinh Tỵ đau đớn, tổn thương và bất tiện trong sinh hoạt rồi. Nhớ lưu ý cẩn trọng nhé. Cẩn nang dượng dận, quý nhân, dậu, tỵ, tiểu nhân, dần, thân. Màu sắc may mắn, tím, vàng. Con số phát tài, 59, 03, 87. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Tỵ tháng 9 âm lịch 2024. Điểm tốt là vận trình sự nghiệp ổn định, vững vàng và có điểm thăng tiến lên trước nho nhỏ, có thể bạn được cấp trên chú ý nâng đỡ và giao thêm trọng trách, chức vụ hay gia tăng quyền hạn, nên lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn trong công việc, đừng mất tập trung. Công việc thuận lợi, không có sự cố nào đáng kể, nhưng tài vận bình thường, người làm công ăn lương cứ trên chú đi làm cũng chỉ có mức thu nhập ổn định như vậy. Người kinh doanh đầu tư lại còn chút thua lỗ, thu không đủ chi đang trong giai đoạn khó khăn. Đường tài lộc không mấy hưng thịnh, may là những ngày trước bản mệnh đã tiết kiệm một khoản, bây giờ lấy ra chi dùng nên không đến nỗi quá túng thiếu. Hơn nữa, bạn còn có những khoản thu nhập thêm bên ngoài, không nên quá đáng ngại. Tiền bạc thu về tay không ít, những người làm kinh doanh buôn bán càng có lợi, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Trong khi đó, người làm công ăn lương
có thể sẽ có thêm khoản thu phụ bên ngoài nhờ chăm chỉ kiếm thêm việc làm. Để nhẹ nhàng, thoải mái và thong thả hơn, tuổi Đinh Tỵ nên tìm nơi yên tĩnh và nghỉ ngơi trong ngày cuối tuần. Cả tuần chiến đấu mệt mỏi, bạn cần được xả hơi, lấy lại năng lượng. Gợi ý nho nhỏ cho bạn là tham gia một khóa tu tại chùa hoặc là thiền viện sẽ là trải nghiệm rất tuyệt vời đấy. Cẩm nang dượng dận, quý nhân Dậu, Sửu, tiểu nhân Hợi, Dần. Màu sắc may mắn vàng, ghi. Con số phát tài 56, 02, 66. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy, nếu làm được ba điều này thì bạn là người có nhiều phước hạnh nhất thế gian. 1. Làm tròn đạo hiếu. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ cho rằng đạo hiếu là trên hết. Ý nghĩa của chữ hiếu luôn luôn được Đức Phật đặt lên hàng đầu, không gì có thể sánh được bằng. Đây là điều đứng đầu trong những điều đem lại nhiều đức hạnh nhất. Minh chứng cho điều này, đó là hàng năm và dịp rằm tháng 7 âm lịch, hầu hết các chùa tại Việt Nam đều tổ chức lễ Du Lan, để Phật tử có dịp cầu nguyện cho hương linh, cửu quyền, thất tổ được siêu sinh tịnh độ và cha mẹ hiện tiền có được đời sống trường thọ, an lành, hưởng nhiều phước lộc. Đạo hiếu là sự khẳng định uy quyền của cha mẹ, để con cái báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, dâng lời cha mẹ, hành động theo ý muốn của cha mẹ một cách hợp lý. Cha mẹ luôn đặt ở một vị trí rất cao, hiếu thảo với cha mẹ còn hơn cầu trời, thờ Phật. Công đức có được trong mọi hành động không bằng một lòng hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ, ở ngoài đường ngon ngọt với người lạ, làm việc thiện liên tục, về nhà hắt hủi xa mẹ, thì mọi công đức đều tiêu tan. Cha mẹ được ví như là Phật trong gia đình, có thể chu cấp cho cha mẹ là một điều may mắn. Các bạn đến chùa lạy Phật là một điều, nhưng đừng quên các bạn cũng đang có những ông Phật tại nhà, là mẹ và cha. Thời nay con cái có hiếu cũng nhiều, nhưng bất hiếu cũng không ít. Đi ra thì tử tế với thiên hạ, dung tiền cho người ngoài không tiếc tay, nhưng cha mẹ ở nhà không được mỗi câu cảm ơn hay lời hỏi thăm. Nhiều gia đình đông con, nhưng anh em trong nhà thì đùn đẩy việc chăm nom cha mẹ già. Người như vậy không có tư cách để nhận đức hạnh. Nói về đạo hiếu, phải kể đến một vị hoàng đế thời xưa họ Lưu. Trước năm 180, với lòng nhân từ và lòng hiếu thảo, ông ấy được rất nhiều người thời đó biết đến, không bao giờ chùng tay hay than thở trong việc phụng sự mẹ mình. Mẹ ông bị bệnh đã 3 năm, thường xuyên bị bịt mắt và không mặc quần áo. Thuốc sắc mà mẹ của ông ấy uống mỗi ngày đều có thái y đem đến, nhưng vì không yên tâm, sợ có độc, nên ông đã tự mình nếm thử trước khi để mẹ ông tự tin uống. Ông trị vì 24 năm, đề cao đức trị, đề cao lễ nghĩa, chữ hiếu, quan tâm đến phát triển nông nghiệp, xã hội thời Tây Hán ổn định, dân cư thịnh vượng, kinh tế được khôi phục và phát triển. 2. Cứu mạng người có câu nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Đức Phật luôn đề cao và tôn trọng các bác sĩ, y tá đã cứu người, cảnh sát cứu hỏa và những người có thể giúp đỡ người khác trong cuộc sống. Con người chúng ta nên coi việc cứu người là một đức tính cao cả. Thường thì bạn cứu một mạng người thì phúc chưa tới, nhưng quả đã phải rời xa. Nếu ai có thể cứu người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng thì tốt hơn cả việc thường xuyên đọc kinh, làm việc thiện, tốt hơn cả việc quyên góp nhiều tiền hơn để xây dựng chùa. Trên thế gian không có gì quý giá hơn sinh mạng của con người. Cổ nhân nói sinh mệnh có một mối quan hệ mật thiết với trời. Bởi vì sinh mệnh của con người là do trời ban và định sẵn từ trước. Vì thế, từ xưa đến nay, giết người là tội ác lớn nhất, còn cứu người là một trong những điều đem lại nhiều đức hạnh nhất. Ngay chính chúng ta cũng ham thích cuộc sống và sợ hãi cận kề cái chết, vậy cớ sao ta có thể đành lòng ra tay tước đi mạng sống của một chúng sinh khác cơ chứ? Đó là chưa kể đến nỗi sợ hãi của chúng sinh trước khi bị giết sẽ tích tụ thành một khối oán thù, đeo bám mãi kẻ giết hại mình để giết lại họ cho bằng được cái mới can tâm, khiến oán thù ngày một chồng chất. 3. Hay phóng sinh. Hiểu đơn giản nhất thì phóng sinh thực chất là cứu sống hay giải thoát cho sinh vật, không phải con người. Người nào chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo sẽ hiểu được ý nghĩa của việc phóng sinh trên quan điểm bình đẳng của mọi sinh vật. Theo quan điểm của các tín đồ Phật giáo, phóng sinh là công đức lớn nhất, bởi vì một khi phóng sinh, bạn có thể cứu được một lượng lớn sinh mệnh. Trong phong tục dân gian, việc phóng sinh thường được sử dụng như một phương pháp để giải trừ tai họa, tai ương. Có nơi còn tổ chức lễ phóng sinh với quy mô lớn để giúp đỡ những người đang mắc bệnh hiểm nghèo,
gặp nhiều tai ương trong cuộc sống. Khi một người mơ thấy người thân đã khuất của họ đang gặp khó khăn, thì nên phóng sinh cho họ được siêu thoát và bớt khổ ở một thế giới khác. Mặc dù dòng đời của mỗi sinh vật khác nhau, có thể ngắn, có thể dài, nhưng đã là sinh mạng của bất kỳ sinh vật nào cũng mong được sống dài thêm một chút, vậy nên còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không phóng sanh ngay. Rất nhiều sinh vật hy vọng, may mắn sẽ được giải thoát nhờ lòng từ bi của con người, tích tiểu thành đại, quý vị hành phóng sinh thường xuyên, thì tâm từ bi sẽ được nuôi dưỡng ngày một lớn hơn, trí tuệ cũng rộng mở hơn, cuộc đời vui vẻ và nhiều phước báo hơn. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.